Tình nha mọi người ơi. Are you ready? Đó 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 đó, xong ca đi đỡ mệt. Anh chị mình chia sẻ rồi, rồi cho hai chị mình lên nghe cánh chịu ơi. Trong xanh như tràng dây trắng, em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên. Mình hề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Tràng dây trắng đó đến đây hao gầy, vì anh sợ em ra đi chốn nơi. Em ở nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa em xa luôn tầm tay. Hứa quay về sau em chờ hoài chẳng thấy. Anh hỡi, mới mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thương mơ một ngày như thế. Đến bây giờ người về, người lại bước đi bên nơi người kia, để cho nỗi đau em thêm nặng nề. Giờ đây âm em biết anh có nghe, chỉ riêng mỗi em mỗi mong chờ anh. Mà xa anh nữa, người về mà tình không về. Hey! Say! Em nhớ lúc mới biết yêu lần đầu, tình ta trong xanh như tràng dây trắng. Em vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, sao nữa đã? Trong đó có hai trái tim kề bên. Mình hề đi chung trên con đường yêu. Tranh giấy trắng đó đến đây hào gầy. Lên là lên nào. Vì anh sợ em ra đi chốn nơi. Em ở nơi đây cô đơn.
cô chú mình rất là nhiều. Cảm ơn anh chị mình. Hãy lì xì những lượt chia sẻ của tất cả quý vị, cô chú, anh chị của mình để dành tặng cũng như là cổ vũ tinh thần cho hai chị Miễn Linh được không ạ? Xin cảm ơn các chị một lần nữa rất là nhiều. Nhớ là yêu thương yêu thích hai chị Miễn Linh thì mình có thể dành cho hai chị Miễn Linh một lượt chia sẻ nha các chị yêu. Cho linh không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. Gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến toàn thể quý vị và chú anh chị mình đang xem live. Chúc anh chị mình luôn tràn đầy sức khỏe và hãy nhớ là sức khỏe là quan trọng nhất nha anh chị ơi. Sắc đẹp là thứ hai, sức khỏe là thứ nhất và sắc đẹp là thứ hai nha mọi người. Hãy cùng nhau làm đẹp và làm đẹp sức khỏe với hai chị Miễn Linh nào. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là linh sai, quá sai, sai từ ngay lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây là mang u sầu. Có bao giờ anh nghĩ về em, về những đám cây em đang gánh chiều, từng ngày trôi qua là những cây giống chị đi. Đây chị mua shop dương dương gần chị á. Nhiều. Hồi đó bán có 45.000 cây. Dạ cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Anh chị mình lì xì chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho anh chị Miễn Linh được không? Em cảm ơn rất nhiều. Wow, em thấy rất là nhiều cái sự chúc phúc cũng như là những cái sự yêu thương của tất cả quý vị cô chú anh chị của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Cảm ơn các anh chị. Nhớ là yêu thương hai chị Mỹ Linh thì mình có thể lì xì cho hai chị Mỹ Linh một lượt chia sẻ. Còn những anh chị nào muốn mua hàng nhà em thì mình cứ để lại đúng số điện thoại là được nha các anh chị yêu. Dạ, xin chào Bùi Điền ạ. Chia sẻ tụi em, tụi em không thể nào chào từng tên được, cho nên là các anh chị cô chú mình thông cảm nha. Đừng có giận tụi em tội nghiệp nha mọi người. Dù tình anh sắp thôi nhưng em còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ thừa dài. Giờ anh lẻ loi trong góc phòng hoang mang, nguyện cầu anh yêu về chung giấc mơ em đây. Hey, cho em thấy những cánh tay của anh chị qua những lượt chia sẻ đi nào các chị yêu ơi. Cho hai chị Mỹ Linh đi nào các anh chị ơi. Hello Huyền Nguyễn, Bắc Yến, nhớ là chia sẻ mạnh mẽ đi nào các anh chị. Các
trong vắng của xa đêm của anh hiểu. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên tình em cho anh là không bến bờ. Tình vui say bên anh đông đầy bởi thương tình nỗi nhớ. Để mãi có anh trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh bay quanh đêm ngày nhìn sâu vào nỗi nhớ. Xin chào mấy anh chị yêu của em nha. Có bị gì máu máu được không nhờ anh chị? Còn bị gì máu máu để bây lên đi quậy cho các anh chị thêm một bài nữa cực kỳ máu luôn mọi người ơi. Nghe em ra đi nha. Nghe em ra đi phiên bản một ca khúc remix mới. Đó. Bánh lúc nhà nha các anh chị. Hello anh Thư Song Thư. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Các anh chị mình lì xì chia sẻ nhiệt tình cho hai chị em Miến Linh. Hai chị em Miến Linh sẽ phục vụ hết mình cho tất cả quý vị của chú anh chị mình luôn. Cối vàng để mang anh về đô, lòng em đã vác theo con tàu. Lên nào. Tàu xa quật bông, em ngỡ rằng mình còn nằm chìm vào. Feel là feel quá nè anh chị mình ơi, đây là đâu và em là ai? Mẹ ơi đêm nay con không có về. Anh chỉ mong con tim hành lý để quên
chiều trên sân ga, tia nắng nghiêng xuyên qua hàng lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao anh xa con tàu, lệ em rơi mãi ai biết được lòng mình khổ đau. Tiếng còi vang để mang anh về đó, chứ đông em đã tan theo con tàu. Tàu xa quật bóng, em ngỡ rằng mình còn nằm chìm vào. Nếu như mà các anh chị thích cái beat bài hát này thì chút xíu em gái sẽ đăng lên trên YouTube, đăng lên trên Facebook, em giới thiệu cái beat này cho các anh chị mình nghe ha, rất là hay luôn đó mọi người. Chơi một bài nữa đi cô gái, anh chị mình đang sức máu nha, để anh chạy lên trên. Thiến nữa, ai cũng thiến chơi vậy. Quất một bài máu máu đi cho các anh chị mình đang rất là bê luôn. Hai hộp tân cưng, địa chỉ cũ Vinh Quang ơi, địa chỉ cũ hay mới gì mình cũng để đây số điện thoại giúp em nha. Đúng rồi, không để số là sẽ không thể nào mà tụi em liên hệ đến cho các anh chị của mình được đâu nha mọi đúng người. Đúng rồi, bắt buộc là mình phải để lại số điện thoại ha. Ngày này hôm nhật là ngày trời đổ cơn mưa, mà sóng ngày đen đêm nay là vẫn chưa về. Yếu Yumi lắng nghe đêm gió cuốt nhẹ chuồng, thả hồn giữa bao suy tư muôn phiền. Một ngày vui đến sau ban ngày sau. Anh em đâu hết rồi, anh em đâu hết rồi. Yeah. Cái gì nào anh em mình là đứng số nào. Yeah yeah. Nguyễn Hà xin cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn Vinh Quang, cảm ơn các anh chị một lần nữa rất nhiều ạ. Người ta nói ngày lòng buồn nhật là ngày trời đổ cơn mưa, mà sao mây đen đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư muôn phiền. Một ngày vui đến sau vạn ngày sầu. Lặng nhìn ngói đang đi bên người, lặng lẽ buông sao không đành tâm. Cứ yêu thôi, nhẹ nhàng bên nàng nỗi đau. Lặng nước mắt sầu ngàn nụ cười, vì đâu phải cô chấp đến như vậy. Lặng lẽ yêu, nơi lặng lẽ buông.
sóng mây đen đêm nay vẫn chưa về. Lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi, thả hồn giữa bao suy tư muôn phiền. Một ngày vui đến sau vẫn ngày sau. Lặng nhìn ai đang đi bên một người, lặng lẽ buông sao không đành tâm. Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau. Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười, vì đâu phải cô chấp đến như vậy. Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông. Lặng nhìn ai đang đi bên một người, lặng lẽ buông sao không đành tâm. Cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau. Lặng nước mắt sau ngàn nụ cười, vì đâu phải cố chấp đến như vậy. Lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông. Em thấy có mình hay cà khịa thôi chứ chả ai không thích. Hey, đúng rồi, cà khịa hoài à. Gái người ta mỹ điệu chứ trời. Với lại là kênh bán hàng bán mỹ phẩm có quyền điệu anh chị ơi, chứ mình không điệu thì làm sao mà mình đẹp để mà mình bán hàng được anh chị. Kỳ cục quá à. Hey, con dùi này là con dùi này. Cảm ơn anh chị ạ. Nhớ là anh chị nào mua hàng vậy mình để lại số giúp em nha. Dạ em cảm ơn ạ. Quá trời số rồi. Ờ đúng rồi các anh chị. À, mình mua hàng nhà em, mình muốn mua bất cứ mặt hàng nào nhà em thì mình cứ để thẳng số điện thoại giúp em là được ha. Câu đó của chị luôn rồi, nó thành của chị luôn. Tăng cân là 350.000 một hộp. Này các anh chị, nãy giờ nhiều người hỏi mọc đài nhà em quá trời quá đất luôn, mà tại vì hai chị em đang bê đang sung quá các anh chị, cho nên là bây giờ mới tư vấn được cho các anh chị đây ạ. Khoan, để em tháo dây an toàn đã. Tháo lẹ. Nhưng mà tháo chút xíu thôi nha, chút xíu lên lại đó các anh chị, mình đừng đi nha các anh chị ơi. Đây ạ. Mộc Đà hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon và bổ sức khỏe của mình. Giá là chỉ 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 và 100% của nó là từ thảo mộc như đinh lăng nè, mã đề nè, tảo sắn, cao phục linh, mầm lúa mạch. Công dụng của Mộc Đà không như là thuốc uống vào là không ăn mà lên ký, cái tình trạng đó là không có nha các anh chị. Mà nó chỉ là kích thích hệ tiêu hóa của mình, giúp mình cảm giác ăn ngon miệng hơn, mình ăn được ngủ ăn được nhiều hơn và ngủ được ngon giấc hơn. Phạm Hào để lại số điện thoại giúp em ha. Anh mua tăng cân thì anh vui lòng để số giúp em ạ. Giúp mình ăn ngon, ngủ ngon và bổ sức khỏe. Giá một hộp là 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000. Đặc biệt là bé như mình 7 tuổi trở lên, mà bé có biếng ăn hay lười ăn gì đó thì cũng có thể mua về cho bé sử dụng luôn ha. Mua hàng nhà em các anh chị không lo tiền ship nha. Bên em sẽ miễn ship hết, mà khi nhận hàng mình cũng có quyền kiểm tra. Đúng hàng thì mình nhận, không đúng hàng thì thôi. Và một hotline duy nhất nhà em chốt đơn và gửi hàng cho các anh chị có để trên màn hình nha các anh chị ơi. 0888881111 là hotline duy nhất bên nhà em để mà tư vấn cho các anh chị mình á. 350.000 một hộp thôi à. Ai mua hàng để số giúp em. Cảm ơn chị Mộc Lan. Tụi em xin nhắc lại một lần nữa là bên em là không bán bất kỳ một dòng thuốc nào cả. Và cái sản phẩm thổ mộc tăng cân bên em thì nó cũng không có phải là thuốc, cho nên là nó sẽ không có tình trạng mập nước hay là tích nước đâu nha mọi người. Giá là 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000. Kích thích hệ tiêu hóa của mình. Trẻ em thì từ 7 tuổi trở lên có thể sử dụng được, người cao tuổi từ 70 trở xuống. Và nói nhỏ thôi nha, phụ nữ sinh sau 2 tháng cũng có thể sử dụng được luôn đó. Cái tình yêu của em nó chỉ có công dụng là kích thích hệ tiêu hóa các anh chị của mình. Tức là nó cảm giác cho mình có cảm giác là ăn ngon miệng nè, ngủ được ngon giấc và cảm giác hay đói nè, ăn được ngủ được. Và cái việc mà lên cân nhiều hay ít là do cơ địa các anh chị của mình, chứ sản phẩm bên em thì nó không có trực tiếp mà làm cho các anh chị mình lên cân. Đó là cái sản phẩm đặc biệt bên em, ở một điều là không làm cho các anh chị của mình lên cân nha mọi người. Nó chỉ kích thích và hỗ trợ các anh chị mình tăng cân, ăn ngon ngủ ngon thôi nha mọi người ơi. Một hộp tăng cân hương vị sen. Cảm ơn chị gái. Cảm ơn chị gái rất là nhiều ạ. Nhớ là anh chị nào mình mua hàng thì mình cứ để thẳng số điện thoại giúp em nha. Không có số điện thoại là tương ứng với cái việc nhà em không biết anh chị ở đâu đâu mà gửi hàng. Một hộp nha. Ok, Quách Văn Hiền, anh để lại số điện thoại giúp em ạ. Anh hay chị để lại số điện thoại giúp em nha. Vừa cái nét tao ghê. Có mức ship, nhà em là không có sản phẩm nào tính ship cho các anh chị hết, cho mình cứ yên tâm. Không tính tiền ship, miễn phí ship cho mình hết, mà khi nhận hàng mình có quyền kiểm tra luôn. Em cảm ơn Ốc Vân à, em cảm ơn Ốc Vân rất nhiều. Tức mấy anh chị này quá mẹ, tôi giận dễ sợ giận luôn. Thích mua mà không làm gì được, hu hu hu. Chị ở Việt Nam thì chị để số giùm em nha chị.
Cứ để số thôi là tụi em có chuyên viên gọi cho chị rồi. Không có chuyện gì là không không thể cả anh chị. Không phải là để số là nhà em chốt đơn hàng liền đâu, mà nhà em còn có một đội ngũ chuyên viên rất là dễ thương, điện thoại tư vấn cho các anh chị một lần nữa mới chốt đơn. Không sao được ma cao à. Dạ. Tiếc à chị ha. Ở nước ngoài thì hiện tại nhà em không có ship hàng cho nên đúng rồi đó, hạt giấy cuộc sống mà. Tăng cân là bao nhiêu một hộp vị chị? 350 một hộp nha. Tăng cân một đà là 350.000. Linh hát bài bụi vây vào mắt. Dạ chút xíu nó gần kết thúc live, hoặc là gần gần giữa giờ live thì em hát bài đó, tại vì bài đó nó hơi buồn á. Em ơi, em ơi, tiểu đường thì có sử dụng tăng cân được không? Không, đeo khẩu trang rồi nói hả? Ủa, bộ cái nước miếng em nó văng qua cái điện thoại luôn hay sao mà phải đeo khẩu trang ta? Nó chỉ văng vô cái mic thôi mọi người. Ở nhà hai chị em đâu đi đâu, cái phòng này có mình hai chị em các chị. Dạ, cái phòng này có mình là ba chị em của em mà. Bé Linh, bé Hiếu và bé Yến à mọi người. Bé chị đang đang chat cho nhắn tin với mấy anh rồi. Còn hai đứa em ngồi phục vụ cho các anh chị đây. Em một tăng cân. Ok, cảm ơn Gia Như Trần, cảm ơn ạ. Khoái sản phẩm bên em nha chị ở Macau, cảm ơn chị Gia Như Trần. Bởi vậy tôi nói là nước Macau ha, nổi tiếng rất là nhiều luôn các anh chị ha, nhưng mà vẫn không thể nào mà bằng Việt Nam của mình ha. Ở Macau nhưng mà vẫn rất là thích xài hàng Việt Nam, tất nhiên là hàng Việt Nam chất lượng cao rồi đúng không mọi người. Đi đâu thì cũng không thể nào quên được hàng Việt Nam của mình, cho nên là tiếc một cái là bên em sẽ không giao hàng sang Macau được, thì chị thông cảm ha. Mình có thể khi nào mà mình có thể nhờ người thân của mình mua hàng á, rồi sau đó là gửi sang Macau của chị cũng được mà chị yêu. Người ta nói ngày lòng buồn nhật là ngày trời đổ cơn mưa tức ghê trời ơi. Nhớ là anh chị nào mình mua hàng mình để thẳng số điện thoại giúp em nha các anh chị. Tăng cân là chị 350.000, hai hộp là 600.000. Đau dạ dày dùng, đau dạ dày đúng không? Dùng được hả? Đau dạ dày vẫn dùng được nha. Dạ cảm ơn lo điện. Lò điện em cảm ơn ạ. Đâu dạ dày dùng được? Dùng được nha anh chị ơi. Dạ dày thì dùng sản phẩm bên em được. Ngoại trừ tiểu đường và đang mang thai thì không uống thôi. Chị chịu tiền cước à? Bên em không có giao được á. Không phải chị dạ. Nhắn tin, chị nhắn tin vào giùm em đi. Chịu tiền cước là chắc chắn rồi, tại vì bên em là sẽ không có miễn phí ship qua nước ngoài rồi. Hồi trước bên em có giao hàng Đài Loan và bên Đài Loan khách cũng phải chịu tiền cước. Nhưng mà bây giờ chị cứ nhắn tin vào giùm em đi. Ha, bên em nếu như mà bên em có nhờ, gửi được thì bên em sẽ gửi cho chị. Giảm cân, dạ giảm cân cũng nhắn tin và giùm cho tụi con luôn nha. Cảm ơn Kết Hoàng nè. Các anh chị mình mua hàng mình để lại số điện thoại giúp em gái nha các anh chị. Tăng cân là 350, hai hộp là 600.000. Body dưỡng trắng da toàn thân là 480.000. Là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không gây bết rít, không lộ vân kem. Thời điểm này là một thời điểm rất là thích hợp cho mình dưỡng da nha các anh chị ơi. Mình ở nhà mình xài kem dưỡng da cho da mình trắng sáng và đẹp hơn nha các anh chị. 480.000 một chai, mua một chai nhà em sẽ tặng cho mình một xịt khoáng. Mua hai chai là nhà em sẽ tặng cho mình một chai ạ. Dạ em cảm ơn rèm cửa Hoàng Thương ạ. Cảm ơn em cảm ơn. Ship cho anh một hộp em ơi. Để số đi anh Tùng Lý ơi. Anh phải để số thì mới chốt được anh trai ạ. Còn không để số thì em sẽ không chốt được cho anh đâu nha. Một câu nói hầu như là ngày nào hai chị em Linh cũng nhắc nhở các anh chị trên livestream luôn á. Mua hàng thì mình để số ạ. Uống mấy hộp là được, người lớn thì sử dụng một hộp giùm em. Xin lỗi chị, người lớn sử dụng hai hộp chứ trẻ em mới sử dụng một hộp à. Một lần trong đời ai cũng yêu dài khờ, tình đầu ai cũng bao nhiêu mộng mơ. Được. Yêu nhau năm sau nhưng giờ ai ân còn đâu.
Thúy, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Trang Phương. Xin cảm ơn các chị ạ. Cảm ơn anh Thanh Bình Nguyễn nha. Xin chào. Cảm ơn anh. Vì nám tàn nhang sử dụng kem nám tàn nhang nhẹ mà 950 một hộp. Đình đẹp màu tàng, ai đó rồi phù phàng. Một người này đã sang ngang đời ta. Bên mình chỉ có thảo mộc hỗ trợ cho bạn tăng cân thì có nha bạn ơi. Chứ vâng ạ, xin cảm ơn. Chứ thuốc tăng cân thì bên mình không có nha bạn. Một hộp là 350 sẽ kích thích hệ tiêu hóa, giúp chúng ta ăn được, ngủ được và tăng cân theo cơ địa của từng người. Tức là tăng cân bên mình nó sẽ không trực tiếp làm cho bạn lên cân đâu, mà nó chỉ hỗ trợ cho bạn thôi, giúp cho bạn ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc. Còn cái việc lên được nhiều cân hay ít đó là do cơ địa của bạn. Sản phẩm bên mình không được gọi là thuốc và không có thành phần thay thế thuốc chữa bệnh. Nó chỉ là thảo mộc hỗ trợ cho các anh chị của mình tăng cân an toàn hiệu quả, giá là 350 một hộp thôi. Mua hàng để lại số điện thoại giùm em nha. Hồi nãy có một bình luận hỏi là khách cũ thì có được ưu đãi gì không? Tùy theo mình mua sản phẩm nào thì mới được ưu đãi nha chị. Ví dụ như chị là khách cũ của collagen viên, chiết xuất từ tinh dầu hoa anh thảo và sữa ông chúa bên em á, thì bên em có thể ưu đãi cho chị, tặng quà cho chị ha. Còn nếu như mà những cái dòng sản phẩm khác thì nó vẫn như vậy thôi chị yêu ạ. Các anh chị mình cần thắc mắc hoặc là muốn được tư vấn rõ từng sản phẩm nào thì mình cứ mạnh dạn bình luận rõ ràng cho hai chị Linh thấy. Còn không thôi thì mình để thẳng số cũng được các anh chị. Để thẳng số thì nhà em sẽ có nhân viên gọi điện cho mình ha. Mua gì cũng được. Đúng để rồi. Số giùm tụi em cảm ơn anh chị. Mẹ cho con bú thì có tăng cân được không? Dạ được ạ. Đang cho bé bú ha. Nói chung là mình sanh em bé xong từ 2 tháng trở lên á, là mình đã có thể sử dụng được tăng cân. Đúng bên rồi. Em rồi. Tại vì thành phần chính của tăng cân bên em gồm như là bột ngũ cốc, bột cao phục đinh, bột mầm lúa mạch, cao đinh lăng, cao mỡ đề và bột tạo xoắn sẽ kích thích hệ tiêu hóa, nó đi nó lại con câu luôn anh chị, hỗ trợ cho mấy chị mình ăn ngon ngủ ngon. Chứ sản phẩm bên em không trực tiếp làm cho anh chị mình lên cân và không làm cho cánh chị mình xuống cân. Mua hàng nào cũng vậy, phải có số điện thoại để dưới phần livestream, dưới phần bình luận tụi em thì tụi em mới có thể liên hệ được. Còn mua hàng mà cánh chị không để số, cánh chị cứ bình luận là cho một hộp, cho hai hộp, cho ba hộp thì không thể nào tụi em có cách nào để mà liên hệ đến cho mình để mà tư vấn cả. Cải Lương ơi, vui lòng để số giúp em nha. Nãy giờ nhiều anh chị mình đặt hàng lắm nhưng mà vẫn chưa để số nha các anh chị. Nói chung là không có số điện thoại là bên em không có liên hệ được với mình, cũng như là sẽ không gửi hàng được cho mình đó các anh chị. Cho nên bắt buộc mình phải để số giúp em nha. Cho chị xem kem bôi tàn nhang. Có luôn chị ơi, 950 một hộp của dòng mỹ phẩm Queen Line. Kem này thì sẽ có tinh chất đào thải da nè, sẽ đào thải độc tố, phục hồi và tái tạo làn da cho mình. 950.000, mua một hộp em tặng một sữa rửa mặt trị giá 250 ha. Và nếu như mình mua một liệu trình 3 hộp trong một lần thì bên em sẽ giảm 3 hộp còn 2.1 triệu, còn mua lẻ thì là 950 một hộp. Bầu bí em nóng trong người uống thì có hiệu quả không chị? Uống cái gì em? À, nói chuyện nhiều thế, vậy là không được nói chuyện hả? Khổ quá anh chị ơi. Cảm ơn Còi Lương, cảm ơn bạn. Có thuốc quyên gái không shop ơi, quyên gái là cái gì? Quên gái hay là mê gái?
chứ quyên gái là cái gì không biết nha. 11 tuổi giảm cân, bên em 11 tuổi không bán và không có sản phẩm giảm cân nào dành cho trẻ em 11 tuổi cả. Tại vì bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào mà các anh chị dùng để hỗ trợ tăng cân hoặc giảm cân thì phải từ 18 tuổi hoặc là từ 16 tuổi trở lên thì mới có thể sử dụng được. Còn cái sản phẩm mà giảm cân mà an toàn hiệu quả nhất á, thì các anh chị mình ơi, từ 18 tuổi giùm em nha. Còn tăng cân thì ví dụ như có nhiều loại sản phẩm như là thuốc tăng cân thì là trẻ em không được phép uống nè. Chỉ có những cái dòng thảo mộc hoặc là những cái thực phẩm chức năng hỗ trợ thì trẻ em được uống thôi. Có thuốc giảm cân cho 13 tuổi. Dạ không chị. Dạ không chị ơi, 13 tuổi là không có giảm cân bên em được đâu. Sẽ không có tốt đâu chị ạ. Mình cho bé kết hợp chế độ ăn kiêng đi các anh chị. Tăng cân chị để số em ơi, 350 một hộp, nóng trong người em uống được, người ta bị bao tử nặng, người ta còn uống được, bị nóng trong người uống không sao em. Có thuốc trị nám là bao nhiêu tiền? Dạ kem trị nám bên em là 950 một hộp ạ. Cảm ơn ạ, nhớ anh chị nào mình mua hàng thì mình cứ để thẳng số giúp em nha các anh chị. Nói chị ừ. Mà giờ kiếm đâu ra? Cái thấy này. Nó già này. Trời ơi, tên già luôn. Tên gì? Già. Cái tên nó lên tất cả. Dạ không có ship sang Nhật hôm nay mạng kém dữ ta. Tăng cân cho đàn ông không? Dạ bên em đàn gì cũng muốn được hết trơn á mọi người. Đàn gì cũng muốn. Đàn em, đàn anh, đàn chị, đàn cha, đàn mẹ, đàn ông, đàn bà đều uống hết luôn anh chị ơi. Mụn nám tàn nhang, mình bị mụn nám tàn nhang và nám bên em trị được chứ mụn bên em không chuyên à. Đừng vội vàng đổi thay. Nhìn thấy cô già, dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn các anh chị. Kem trị nám là 950 một hộp của dòng mỹ phẩm Queen Line. Kem sẽ có tinh chất đào thải da, sẽ đào thải độc tố, phục hồi và tái tạo làn da, giá là 950 một hộp ạ. Xin nhắc lại, kem nám là 950 một liệu trình 3 hộp là 2,1 triệu ạ. Có ship qua hàng dạ không? Nước ngoài thì em không ship nha các anh chị. Anh chị nào mình mua hàng thì mình để thẳng số giúp em đi ạ. 350 ngàn là hộp tăng cân, bé 7 tuổi trở lên đã sử dụng một đài nhà em rồi. Một hộp tăng cân. Trời, bán tăng cân thì đương nhiên phải tăng cân các anh chị. Yến nói chuyện ghét em mệt quá, tối ngày có một câu để số nó hoài luôn. Ghét em còn mệt nữa, anh chị có mệt không? Vậy mà các anh chị vẫn không hợp tác là sao? Thiệt em cũng luôn. Không hiểu luôn á. Cứ mua mà không chịu để số, làm sao mà bên em chốt được đơn mọi người. Mọi người ơi. Chắc mốt phải ghim. Cảm lên. Ơn Phương Vũ. Không, chắc mốt phải ghim bình luận mua hàng để số điện thoại ghim lên. Đúng rồi. Mốt kêu anh Long đổi cái câu slow motion đi. Ừ. Mua hàng vui lòng để số điện thoại. Thoại. Dạ đi các anh chị. Thiệt luôn. Mốt kêu anh Long đổi cái câu slow motion để em đổi luôn. Các anh chị nào mua hàng thì để số điện thoại giùm em nha các anh chị. Tăng cân bị đau dạ dày uống được không? Dạ được ạ. Dạ Đài Loan thì nhắn tin vào giùm em ạ. Yến ngáp và đừng vội vàng đổi thay đi. Anh chị này yêu cầu nhiều quá nè. Mua cái gì cũng để lấy số giúp em nha các anh chị. Tăng cân là 350 á, hai hộp là 600 ngàn. Muốn tư vấn về giảm cân á thì mấy chị mình nhắn tin trực tiếp vào giùm em nha mọi người. Nãy giờ có nhiều câu hỏi tại sao mày có giảm cân mà mày không tư vấn đi. Dạ có rất là nhiều cái thắc mắc giảm cân và tư vấn ở trên live thì nó cũng không có được tốt và cũng không có rõ được cho các anh chị của mình. Cho nên là mọi người mình ơi, mình cứ nhắn tin vào giùm em. Bé Linh giảm cân hay sao? Dạ đúng rồi ạ, em xuống được 5 kg à. Và hiện tại mới lên được 1 kg nữa đó mọi người, em cảm thấy đang rất là buồn. Mọi người làm em lên ký thì đó chính là Yến nhú mì nha mọi người. Khổ ghê các anh chị, thiệt sự luôn. Bởi vậy thực là gì? Tốt rồi, bây giờ chuyển thành xấu luôn. Tốt cái gì nữa, đêm 1-2 giờ sáng rủ đi ăn không mọi người, hỏi sao mà tốt cỡ nào. Trời ơi, 350 một hộp tăng cân nha các anh chị. Trò hát giống thầy ghê. Người ta nói cái câu ví von là con giống cha là nhà có phúc các anh chị. Tụi em là phải con hơn cha là nhà mới bay nóc mọi người ơi. Để lại số điện thoại trực tiếp cho tụi em ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu ta ngược lối à. Mà bà này thì tụi em không biết hát rồi. Mua cái gì cũng được mà để lại số điện thoại giúp em đi ạ. À. Trời ơi, cái điện thoại mạng của nó bị cái gì vậy chị? Giật hoài. Đúng rồi má ơi. Yến đang bị khàn giọng nặng đó mọi người. Nặng luôn á. Hôm nay mới uống được một chút mật ong, nó đỡ xíu rồi. Thay đổi kiểu tóc đẹp quá hả? Dạ, lâu lâu em thay đổi vậy đó mọi người. Các anh chị thấy em đa màu không? Em đủ thứ tóc để em để hết trơn. Chỉ có cạo là em chưa để thôi chứ bữa nào em thử một bữa. Em muốn cái gì mà đẹp thế để anh mua? Anh nói là anh phải làm nha. Em muốn collagen chứ uống gì nữa. Collagen viên là chiết xuất từ tinh dầu hoa anh thảo và sữa ông chúa thì có giá là 450 một hộp.
bên trong sẽ chứa được 60 viên. Giận thì giận mà tim thì tim nha các anh chị. Giận thì giận mà thương thì thương. Thu Hà, ôi hai chị nó quen quen vậy. Phải không? Chị Thanh Hà, Thu Hà phải không ta? Không biết, ba biết là ai đi đâu. Nè, avatar y chang luôn. Anh chị nào mình mua hàng mình để số giúp em đi các anh chị. Dạ em cảm ơn Diễm Thương ạ. Giảm cân mấy chị ơi, giảm cân mấy chị nhắn tin rồi giùm em được không mọi người? Em đúng không có tư vấn rồi. Giảm cân trực tiếp trên live à. Tại vì em tư vấn không có đúng và nó không có thực sự là 100% là giảm cân bên em nó mang lại, cho nên là mới Linh khuyên là các anh chị nên để số điện thoại hoặc là nhắn tin vào giùm em được không mọi người? Uống tốt lắm lên 4 cân luôn. Đó em cảm ơn chị Phú Mai. Thấy các anh chị thấy bình luận khách em không? Các anh chị nào mới vào á, mình có thể tham khảo những bình luận mà các anh chị đã sử dụng mặt hàng bên nhà em rồi đó, các anh chị mình có thể tham khảo. Bé Linh nói người yêu cãi nhau suy nghĩ nhiều là giảm liền mấy ký. Cái đó nó hơi bị tào lao. Đúng không? Nó hơi bị tào lao. Mạng này. Giảm cân có thảo mộc thì mắc gì mà không uống mà tự nhiên rủ người yêu cãi nhau. Vì chi em mà giận người yêu là em ăn nhiều hơn và em nhậu nhiều hơn đó mọi người, cho nên là em sẽ lên ký. Đó không phải là cách tốt để em giảm cân. Em mới chính là người anh yêu. Ok. Ok anh Quân nha. Nghe bài này là biết là fan ruột. Fan ruột 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 quá ruột. Anh mới chính là người em yêu. Không làm anh quay trở lại, khi anh chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì em mong anh đi, anh sẽ được như khát vọng, giống như anh đã từng đêm ước mơ. Rồi sẽ có lúc anh buồn anh quay trở lại, bên anh chẳng còn ai ngoài em nữa. Vì em tin không ai yêu anh như là em đã yêu. Có nhớ những lúc ta gần nhau. Giờ người tìm kiếm những đám đuôi sao. Trong dòng nước của anh, người anh còn nước muốn trở về đây anh như xưa đôi ta không chung bước.
mọi người. Em biết điều đó mà mấy chị. Đó rồi, bé nhà em lúc nào cũng đẹp mà các chị. Nhờ mấy chị yêu thương anh là bé Linh vậy đó. Chị Nguyễn Thanh, chị đọc bình, ghim bình luận giùm em. Chị để số chị ơi. Tụi em phải ghim cái bình luận ở dưới luôn. Dạ, tụi em ghim bình luận. Anh chị biết rồi là như thế nào rồi đó. Mọi người có thấy Đinh Duy Trinh đang có một cái ghim bình luận ở dưới không mọi người? Mua cái gì cũng được nhưng mà để số đi. Kết nào các anh chị ơi. Trời ơi, không có số là không có làm được cái gì luôn. Tại vì mấy chị mua hàng mấy chị để số giùm em. Mấy chị cứ bình luận là cho cái này, cho cái kia, cho cái non. Thì làm sao mà em chúc đăng hàng của mấy chị được. Mấy chị yêu ơi, tới năm sau em cũng không chốt được. Đúng rồi. Biết Minh Chi mua gì đâu chốt. Trời ơi. Diễm vui quá. Dạ vui. Trời ơi, tụi em nè. Linh khùng miếng tẩn mà. Trời. Linh khùng miếng tẩn mà. Bé Yến đẹp. Trời ơi, khen bé Yến không à. Giận. Cảm ơn người ta đi. Người ta khen chị đó. Cảm ơn đi. Cảm ơn bạn mình. Cảm ơn anh mình. Con trai mà cho dù mà nhỏ hơn mình 10 tuổi cũng làm anh được nha. Anh nói là anh có máy bay, có bằng rồi. Có thể lái được Yến rồi đó. Đề xuất một cái lên like luôn hả? Dễ thương không? Cảm ơn ạ. Ủa tự nhiên thấy trai vô cái im ru vậy? Tư vấn đi. Khen chị đẹp đó. Chị tôi lúc nào không đẹp mà đã khen. Tự nhiên khen của mình chị tôi là thấy không vui rồi. Tư vấn đi chị, chuyển xinh đẹp. Chị nhây mà bị chửi bây giờ nè. Nhây cảm ơn các anh chị đã mua hàng, để số giúp em đi nào các anh chị ơi. Tăng cân là 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000. Và đặc biệt là nhà em sẽ miễn ship cho mình ha. Tất cả sản phẩm với nhà em đều là được miễn ship hết á. Vì nó hoàn toàn thôi là em, thôi em tới. Tại vì là trời ơi Phạm Hào ơi, nãy giờ là bên tôi, bây giờ là kèo đúng không? Thôi em tới. Giờ là kèo đúng không Phạm Hào? 350.000 một hộp, tăng cân một đà thôi các anh chị ơi. Hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon nha các anh chị. 350.000, hai hộp là 600.000 miễn ship. Tất cả sản phẩm như em đều sẽ được miễn ship ạ. Mới khăn đẹp giờ khăn giống chó rồi nha. Quá trời quá đất. À, một được cái người mắt em dính gì ạ? Dính gì? Có dính gì đâu. À, mắt em dính cục mụn đó mọi người. Đang đợi nghe hát mới hát xong luôn. Ok, cảm ơn Viện Đoàn, xin cảm ơn ạ. Hộp nhiêu viên em? Dạ, hộp tăng cân là 60 viên một hộp ạ. 60 viên một hộp, đối với trẻ em thì mình sử dụng được 2 tháng. Còn đối với người lớn thì một hộp sử dụng được 1 tháng nha. Người lớn thì nên tốt nhất sử dụng một liệu trình giúp em. 350.000 một hộp. Thuốc gì đấy, nhà em không bán thuốc. Nhà em là bán thảo mộc tăng cân thôi các anh chị, không có bán thuốc nha. Phạm Hào lần nữa block liền luôn á. Đừng có chơi mọi người. Ừ, các anh chị rồi. Của mình, ví dụ như các anh chị thích ai thì các anh chị xem, còn không thích thì thôi, các anh chị đừng có chê. Các anh chị chê nhây vậy quá. Á là bị block xui lắm. Su cà na lắm. Biết rằng các anh chị là luôn yêu thương một trong hai bé, nhưng mà thôi, mình thích người nào thì mình xem người đó thôi. Cái đó là chuyển qua là giống như là cà khịa một chút thì vui á, cà khịa nhiều chút là mất vui, mất thiệt mất vui luôn các anh chị. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều quá mất vui đi rồi. Ừ. Đến hẹn lại lên, dạ đúng rồi. Các anh chị mình mua hàng mình để số giúp em nha các anh chị. Tăng cân là 350.000, nãy giờ thấy bạn nó rất là dễ thương luôn. Giờ tiện như thế mất dễ thương. Chọc quá, chọc có gì đâu. Nãy giờ cũng khen chị mà. Bởi vì lúc nãy tự nhiên nãy đang dễ thương cứ tự nhiên chị. Thôi xin lỗi bà đi. Hai bé cùng đẹp đều. Người ta kêu chị bằng bé thì chị thấy chưa? Lúc nào em cũng bé nhỏ hết. Mấy tuổi thì uống được? Dạ 6 7 tuổi trở lên. Trời nhìn trai lộn luôn. 7 tuổi nha mọi người. Một hộp có miệng ship không em? Dạ có. Một hộp vẫn miệng ship nha các anh chị. Cảm ơn Phúc Phúc. Cảm ơn các anh chị. Anh chị mình được tư vấn gì thì mình bình luận cho hai chị Mỹ Linh đi ạ. Trời ơi tôi mê bà Linh, bà hát mà bà vợ tôi bà ghen luôn. Trời có gì đâu ghen, chị đẹp.
anh đem cái clip này anh cho chị đẹp xem, không có gì ghen hết. Vợ của anh chỉ thích gái trên, vợ của chị, cái gì, anh chồng của chị á, chỉ thích gái trên mạng thôi chứ không có thích gái ngoài đời, hiểu không? Ví dụ như mà thích gái trên mạng còn đỡ, mà thích ở ngoài thì nó mới có vấn đề, cho nên không sao hết. Cho anh một hộp Vương Bùi ơi, anh thấy cái bình luận bên em ghi mua mà để số điện thoại giúp em nha. Cảm ơn Vũ Điệp. Thích tụi em trên mạng không có gì hết trơn á, không sao. Còn khi mà các anh khi mà chồng mình mà thích nhỏ nào mà gần gần á thì lúc đó mình tính sao? Rủ em nha. Sukana liền cái gì? Cảm ơn anh chị, sao nổi cho gà quậy trời. Trời ơi, thuyền qua biển, không biết khác ngoài đó luôn. Trời ơi, Yến ơi, chuẩn bị ai vô em cái gì? Lạnh dữ. Lạnh dữ trời. Yến ơi, quậu đi em. Dạ, xin cảm ơn Triệu Phú. Mấy này cũng xinh mà mọi người, đứa nào cũng xinh chứ. Hai đứa bị ế hết nha mọi người, hiện tại đang rất ế nha. Chào Linh em, xin chào, vượt lên trên mình, cũng vượt lên trên mình, cùng vượt qua sóng gió. Ai muốn trẻ đẹp thì hãy sử dụng collagen nhà em nha các anh chị. Collagen nhà em là có hai loại là viên và sủi. Viên là 450 ngàn, còn sủi là 760 ngàn. Nhớ là uống collagen để giúp da của mình trắng sáng và mịn màng hơn nè. Hey, tiếp tục quậy cho Yến ơi. Quậy đi. Không bao giờ quên anh kìa. Một hộp. Một hộp tăng được bao nhiêu ký? Một hộp là tăng được từ 2 đến 3 ký. Nó chỉ là thảo mộc. Cho nên là tăng theo cơ địa. Có người tăng 5 ký một hộp, có người tăng 2-3 ký, có người là không tăng. Nhưng mà trong tháng đó lại có sức khỏe nhiều hơn, tức là ăn được ngon hơn và ngủ được ngon hơn đó anh chị. Nó tốt lắm. Hát cái bài gì mà hot hot TikTok chị đi. Buồn à. Ồ hay chết, bài rap đó. Mà Diễm quên mất tiêu rồi. Cô đơn dành cho ai? Ờ à, đúng rồi. Bài đó hay đó. Để kiếm remix hát. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ tăng cân là 350 ạ. Bài vẫn, nó vẫn chưa gõ ra thức. Xin rồi mà vẫn này mấy bài nào hết hết đây. Này chị tăng 2 đúng không? Chị nhớ không? Tăng 1 là tăng gì? E Mi á. Tăng 1 là F hả? Đúng không? Ngọc hỏi này đó. Cứ nghĩ lời ngày xưa mãi được hình bóng. Thank you.
hẳn vai giấc mơ. Một lý do anh sẽ thôi mong chờ, vì em là ai trong lòng tôi mà mang. Không có nha, đâu phải là thuốc đâu, các anh chị uống vào không ăn mà tự động lên ký đâu các anh chị. Không có cái tình chuyện đó xảy ra. Không ăn không uống sao mà có sức khỏe mà lên ký được. Cho nên mình mua hàng mình để số giúp em và một hotline duy nhất để mà tư vấn cho các anh chị là bên em có để trên màn hình á, 0888881111 là một hotline duy nhất nhà em gọi điện cho mình, cho nên mình để số điện thoại giúp em ha. Nhạc lên mềm và mới nhạc mới tắt luôn. Mới tắt cái chút xíu đây. Anh chị nào mua hàng thì để số giúp em. 350.000 một hộp tăng cân, hai hộp là 600.000. Chị gái nào mà sinh sau 2 tháng cũng có thể sử dụng được một đài nhà em luôn. Hello Hiệp Vũ, Nguyễn Thái. Má hồng kìa, ống mặt đỏ nguyên mặt luôn chứ không phải má hồng đâu chị yêu. Anh chứ, thấy anh nhỉ. Mua gì cũng được, à đúng rồi. Chị nói tiếp câu sau đúng không chị? Để số điện thoại giúp em. Cô đơn dành cho, hôm nãy mới hát remix luôn mà tập remix chưa được. Tại vì chưa làm quen được với cái beat nhạc á, nên hát nó hơi bị vấp rồi. Mua gì cũng được để số giùm em. Body dưỡng trắng da toàn thân. Kem trị nám. Dạ bên nhà em không có ship qua nước ngoài đâu ạ. Các anh chị mình thông cảm nha, em không có ship qua nước ngoài nha. Body dưỡng trắng da toàn thân 480.000 một chai. Là dạng tinh thể nước rất là dễ thẩm thấu vào da của mình, không gây bứt rít, không lộ vân kem. Mua 1 nhà em sẽ tặng cho mình 1 xịt khoáng. Mua 2 nhà em sẽ tặng cho mình 1 chai. Là có nghĩa là mua 2 sẽ được tặng 1 luôn đó các anh chị. Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Cứ thích ăn uống. Đúng rồi, nhà em là bán hỗ trợ và bộ sức khỏe của mình nè. Nếu như anh chị nào đang trong tình trạng cảm giác là mình ăn không được ngon miệng á, mình ăn ít đi nè, hoặc là mình bị một giấc ngủ, ngủ không được ngon á, thì có thể một đài nhà em về sử dụng được ha. 350 một hộp thôi, hai hộp là 600.000. Mua cái gì cũng được, mà không có số là nhà em không chốt đơn. Mua gì cũng được để sổ giùm em cảm ơn. Mua cái gì cũng được mà để số giúp em nha các anh chị. Tăng cân là 350 thôi. Đặc biệt là bé 7 tuổi trở lên mà bé biếng ăn, lười ăn cũng có thể sử dụng luôn. Collagen viên là 450 á, còn collagen sủi là 760. Kem nám, kem dưỡng nha em cũng có nè. Kem nám là 950. 950.000 một hộp kem nám. Còn nếu mình không bị ở bên xa quay về, ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh, đừng cách xa cho mi buồn đầm lệ, giờ vì người đi mãi không về. Dòng thuyền thì chung một bên đò, anh biết chăng ngoài khơi xa bao năm, cứ biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em, không hồn nào sông cả, chỉ hiền hòa yên hạ đặt tình em. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia bỏ mặt em sóng trôi buồn ba, có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sóng thuyền thủy chung một bên đò. Anh biết chăng ngoài khơi xa bao năm, biết mà về vậy trời, về bên em không hồn nào sống, chỉ hiền hòa yên hạ. Về bên em không hồn nào sống cả, chỉ hiền hòa yên á nàng tình em.
Hôm nay cái đĩa chị hơi bị sướng. Nó hơi bị bắt cái đĩa. Gì mà mới đi chất quốc nhiều vậy? Thôi trước nha. Cảm ơn các anh chị. Anh chị nào mua hàng mình để số đi đâu các anh chị ơi. Trời ơi nãy giờ hai chị em hát cũng chết luôn mà vẫn chưa thấy số các anh chị. Tăng cân một đà bên em là 350 một hộp. Hai hộp một liệu trình là 600.000. Nhìn mặt y chang yếm vậy. Thôi ba cái gì cũng giống tôi hết trơn. Thì em bị đứa ngồi, một đứa thì ngồi buồn, một đứa thì nó ngồi cười miết. Ờ, sao hỏi viên sủi trắng da mà không trả lời? Dạ giờ trả lời nè. Bài hát mà các anh chị collagen nhà em là có hai loại đó chị yêu. Dạng viên và dạng sủi, chị muốn sử dụng có loại nào thì chị mua để số điện thoại giúp em ha. Viên thì là 450.000 một hộp. Còn sủi thì là 760, được giảm 30%, chứ giá gốc một hộp sủi là tới 1 triệu mốt nha chị. Giảm 30%, chỉ còn 760 ngàn một hộp sủi. Chị mua viên sủi hay là viên uống thì chị để số giúp em. Anh chị nào mình cần được mua hàng thì mình vui lòng để số ha. Tăng cân là 350 ngàn, hỗ trợ mình ăn ngon, ngủ ngon, bổ sức khỏe của mình. Bé 7 tuổi trở lên, bé biếng ăn lười ăn cũng có thể sử dụng được luôn ạ. Vì đây là thảo mộc hỗ trợ cho mình ăn khỏe, ngủ ngon. Người lớn hay trẻ em đều sử dụng được và kể cả chị gái nào sinh sau 2 tháng ha. 350 ngàn một hộp là 60 viên. À, bé từ 7 tuổi tới 12 tuổi thì một ngày mình sử dụng cho bé một viên thôi ạ. Còn 13 tuổi trở lên thì một ngày mình sử dụng 2 viên giúp em nha. 350.000 một hộp, hay hộp 600.000 miễn ship. Tất cả sản phẩm nhà em đều sẽ được miễn ship. Tăng cân cho người trung tuổi và có nha. Từ 7 tuổi tới 70 tuổi nằm trong cái khoảng đó thì mình có thể sử dụng được một đài nha em ạ. Ok, bác Thanh Ngọc, bên con cũng thấy vậy. Ai ăn không ngon, ngủ không ngon thì có thể mua một đài nha em về sử dụng. Vì đây là thảo mộc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, giúp mình cảm giác ăn ngon miệng và ngủ được ngon nhất. Người lớn, bé 7 tuổi trở lên đều sử dụng chung nha. Giá một hộp 60 viên là chỉ 350 ngàn, hai hộp là 600 ngàn thôi. Cảm ơn Tiêu đâu. Tinh đâu ạ? Đúng rồi, tăng cân an toàn và giảm cân hiệu quả. Liệu trình uống là bao nhiêu hộp vậy em? Dạ, nếu mà hỏi tăng cân thì một liệu trình uống là 2 hộp ạ.